Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube Linh Kiện Store. Và như tiêu đề video cũng như là các bạn thấy trên màn hình thì hiện tại kế bên mình đây là một cái em gimbal máy ảnh đến từ thương hiệu Zhiyun. Và em này là Zhiyun Crane 2. Đây là cái dòng sản phẩm chuyên nghiệp dành cho những cái thiết bị camera nha các bạn. Và Crane 2 thực tế nó cũng đã có mặt trên thị trường tầm 2 năm rồi. Và sau 2 năm thật sự đến bây giờ vẫn có rất là nhiều anh em sử dụng nó. Kể cả những cái anh em mới bắt đầu tập chơi và kể cả những cái anh em mà làm phim chuyên nghiệp luôn ha. Và nếu như các bạn có nhu cầu mua những cái chiếc gimbal để bắt đầu cái việc làm phim chuyên nghiệp của mình á, thì tại sao ngay bây giờ các em Crane 2 này lại cực kỳ thích hợp với các bạn. Rồi, và cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và việc thôi. Và Crane 2 thì nó có hỗ trợ cái tải trọng tối đa lên tới là 3,2 kg nha các bạn. Thì đối với 3,2 kg thì các bạn hoàn toàn vô tư sử dụng trên những cái chiếc máy ảnh như là macro lens, DSLR, những cái dòng macro crop hoặc là full frame máy nặng luôn ha. Đó, kể cả những cái chiếc máy quay phim chuyên nghiệp luôn các bạn. Các bạn cũng có thể sử dụng với lại là cái em gimbal Crane 2 này ha, bởi vì nó hỗ trợ 3,2 kg luôn mà. Với 3,2 kg thì các bạn có thể gắn thêm những cái monitor này, mic này, hoặc là đèn này, đó, rất là nhiều cái các bạn có thể gắn trực tiếp trên cái bộ phận cân bằng của Crane 2 này luôn. Và dĩ nhiên khi nói về Crane 2 này, cái điều mà mình phải nói ngay với các bạn đó chính là nó có hỗ trợ cho chúng ta một cái AI Focus để chúng ta có thể điều khiển thông qua cái bánh xe Focus này các bạn, đó, để chúng ta có thể zoom in, zoom out hoặc là lấy nét trực tiếp trên cái chiếc gimbal luôn mà không cần phải tác động đến cái máy ảnh ha. Và ngoài cái AI Focus này ra thì cái chiếc gimbal này, cái phần thân của nó cũng cực kỳ cứng cáp luôn các bạn. Cho nên là cái việc cầm nắm của nó cũng khá là dễ dàng. Các bạn có thể hoàn toàn cầm nó bằng một tay mà thao tác cũng như là quay video một cách tiện lợi. Và cái mặt trước của nó có một cái màn hình LCD nhỏ ở đây, một cái nút joystick, một cái nút mod chức năng, một cái nút nguồn cũng như nút bấm quay chụp và một cái vòng xoay menu. Khi mà các bạn đã kết nối với những cái máy ảnh mà nó có hỗ trợ á, thì các bạn hoàn toàn có thể chỉnh ISO này, khẩu tốc trực tiếp trên cái phím chức năng của các em Crane 2 này luôn mà không cần phải thao tác trên màn hình ha. Và chúng ta sẽ nói về pin ha. Thì em Zhiyun Crane 2 này nó sử dụng 3 cái viên pin rời chúng ta sẽ gắn vào gimbal. Và pin này là pin sạc nha các bạn. Thì các bạn sẽ có hai cái sạc, một là các bạn có thể cắm cáp trực tiếp vào gimbal để sạc, hai là các bạn có thể gắn vào cái dock sạc ở cái bộ phụ kiện của cái em Zhiyun Crane 2 nó có sẵn ấy. Các bạn có thể sử dụng nó và sạc pin. Và cái thời lượng pin của nó lên tới 16 tiếng đồng hồ nha các bạn. Thì các bạn sẽ quay thoải mái với lại là cái em gimbal Crane 2 này. Thời lượng pin thật sự rất là lớn luôn. Và các bạn cũng hoàn toàn có thể share pin nó cho những cái thiết bị camera như là những cái dòng máy ảnh của Sony này, Canon này, Nikon nè. Đó, các bạn hoàn toàn có thể share pin cho cái chiếc máy ảnh của mình mà không sợ tình trạng nó bị hết pin ha, một sự tiện lợi rất là lớn. Và trong cái bộ phụ kiện của em Crane 2 này nó còn cho chúng ta rất là nhiều những cái dây kết nối với camera. Và nó đặc biệt tương thích với lại hai cái dòng ảnh là Canon và Sony nha các bạn. Cho nên các bạn tìm hiểu về những cái sợi dây kết nối của nó và tìm hiểu về những cái dòng máy ảnh nào nó hỗ trợ tốt nhất trên cái chiếc gimbal này ha. Và nói về những cái mod chức năng thì cái em Crane 2 này nó vẫn hỗ trợ cho mình gần như là đầy đủ những cái chức năng từ cơ bản cho đến cao cấp chuyên nghiệp luôn. Thì đầu tiên nó ở cái chế độ mặc định, đó chính là pan follow. Thì khi này các bạn có thể qua trái được, qua phải được, không lên xuống được. Và khi các bạn nhấn một lần vào cái nút mod thì nó sẽ chuyển sang cái chế độ là lock mod. Thì khi này nó sẽ khóa tất cả những cái trục lại ha, các bạn thấy nè. Đó, nó khóa tất cả những cái trục lại, lên xuống qua lại đều không được. Các bạn nhấn một lần nữa thì nó sẽ trở lại pan follow. Các bạn nhấn 2 lần liên tục, nó sẽ chuyển sang cái chế độ là follow mod. Thì khi này các bạn có thể pan qua trái được này, qua phải được này, lên này, xuống được này. Thì bây giờ các bạn vừa có thể sử dụng trục pan và vừa có thể sử dụng trục tiêu ở cái chế độ là follow mod. Rồi, và các bạn nhấn thêm 2 lần nữa thì nó sẽ chuyển sang cái mod là POV. Thì cái mod POV này, ngoài cái việc các bạn sử dụng cái trục pan qua lại này, tiêu lên xuống nè, bây giờ các bạn có thể sử dụng luôn cả cái trục nghiêng ha. Các bạn có thể thấy ha, luôn cả cái trục nghiêng của cái chiếc gimbal này. Thật sự thì cái mod POV thì phải là những cái chiếc gimbal cực kỳ mạnh mẽ nó mới giúp cho chúng ta trong cái việc mà thao tác nó dễ dàng được. Cho nên thì Crane 2 thực sự nó làm rất là tốt trong cái việc mà hỗ trợ những cái mod chức năng của mình rồi. Ngoài ra thì cái em gimbal này nó còn một cái mod khác cũng cực kỳ hay, đó chính là selfie mod. Thì các bạn chỉ việc nhấn 3 lần và mod chức năng lập tức nó sẽ xoay lại ha. Và khi các bạn muốn trở lại thì cứ nhấn 3 lần liên tục vào cái nút mod thôi thì nó sẽ trở lại với lại cái chế độ mặc định ban đầu. Và ngoài những cái mod chức năng cơ bản sẵn có thì nếu như các bạn biết sáng tạo hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra được những cái mod chức năng khác. Ví dụ như các bạn chỉ việc chuyển cái mod của cái em Crane 2 này trở về cái app mod hay là cái full follow mod các bạn, thì các bạn sẽ sử dụng thêm cái nút joystick để các bạn di chuyển qua lại, nó sẽ xoay cái trục nghiêng tạo thành một cái góc gọi là vortex rất là dễ dàng ha. Và ngoài cái việc là vortex mod hoặc là inception mod đó thì chúng ta còn có thể sử dụng cái là lao mod. Rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ việc đưa cái chiếc gimbal này xuống và chuyển nó về cái là pan follow ấy, khóa trục tiêu các bạn, là các bạn đã có thể sử dụng luôn cả cái lao mod một cách dễ dàng rồi. Các bạn thấy ha, mặc dù mình đã gắn cái bộ A focus cũng như là cái chiếc máy của mình vào rồi, nhưng khi mà mình chuyển sang cái chế độ lock mod cũng như là hạ trọng tâm của cái gimbal xuống như vậy nè, và cái chiếc gimbal hiện tại nó vẫn không rung nha các bạn, chứng tỏ là cái trục motor của nó thật sự rất là mạnh luôn ấy. Cho nên là nó có giúp cho chúng ta cân bằng được cái việc những cái mod chức năng đòi hỏi một cái trục motor khỏe. Và chúng ta sẽ nói về cái mặt chống rung của cái em gimbal Zhiyun Crane 2 này ha. Mình sẽ nhắc lại một lần nữa là Crane 2 đây thuộc cái phân khúc dòng gimbal máy ảnh cao cấp của thương hiệu Zhiyun. Và mình cũng đã thử test cái chiếc gimbal Zhiyun Crane 2 này với những cái mod chức năng cơ bản khi nãy rồi. Thật sự thì khi mà sử dụng với lại cái em A6300 của mình đó các bạn, mình phải wow lên, bởi vì trước đó mình đã dùng rất là nhiều những cái chiếc gimbal máy ảnh cùng phân khúc giá tiền hiện tại của cái em Crane 2 này. Thực sự cái cảm quan của mình khi mà sử dụng em nó về cái mặt chống rung, đây là chiếc gimbal chống rung tốt nhất ở trong cái tầm giá hiện tại của cái em này. Tất nhiên là so với cái mức giá hiện tại nha các bạn, bởi vì trước đó cái em Crane 2 này cái giá của nó cũng tới mười mấy triệu lận chứ không rẻ. Nhưng bây giờ với cái mức giá rất là tuyệt vời như vậy thì mình nghĩ đây là cái cơ hội không thể tuyệt vời hơn để các bạn có thể trải nghiệm cái sự chuyên nghiệp cũng như cái khả năng chống rung tuyệt vời của cái em Crane 2 này. Như vậy là mình vừa điểm lại cho các bạn về cái em gimbal Zhiyun Crane 2 này, một trong những cái dòng gimbal cao cấp của thương hiệu Zhiyun. Và link của cái em Crane 2 này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả ha. Các bạn có thể nhấp vào đó và xem thêm về cái em Crane 2 này. Cũng như nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua thì mình sẽ để được link ở dưới phần bình luận, link Shopee, để cho các bạn có thể tiện lợi vào đó và các bạn có thể đặt mua, giao hàng cực kỳ nhanh chóng luôn. Rồi, và trên đây là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh YouTube Linh Kiện Store nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.